Drop it. Ok, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh mình là Jacky. Thì hôm nay là mình sẽ làm một cái Minecraft về biểu cảm, cảm xúc, emoji trên internet. Thì các bạn cũng biết á, là mỗi ngày chúng ta thường dùng những cái cảm xúc là mặt cười, mặt vui, mặt buồn, giận dữ á. Thì bây giờ á, là nó đã có trong Minecraft rồi. Bây giờ á, là mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm cái biểu tượng mặt cười trong Minecraft nha. Ok, bây giờ là mình sẽ tạo ra GIF Command Block đó. Mình sẽ lấy cái máy lóc này để mình đặt ở đâu bây giờ? Tại để mình kiếm chỗ này đặt ra. Đặt chỗ nào vắng vắng đi, chỗ này đi. Đó, đặt như đây. Rồi mình sẽ copy lệnh như đây rồi ghi always active. Đó, nó sẽ bật lên. Thì đây là cái hộp thứ hai, mình sẽ copy cái lệnh thứ hai vào. Phát vô đây. Đó, on rồi xong always active. Done. Đó xong rồi. Thì đây là emoji movie command. Thì bạn nào đã từng xem cái bộ phim emoji movie á, thì các bạn có thể vào đây xem giờ gì đây. Destroy machine này đó. Bây giờ thì đây là tất cả những cái dòng lệnh của nó, chỉ tóm gọn trong một cái hộp thôi, rất là gọn gàng phải không? Bây giờ là mình sẽ tiến hành cho bạn xem nha. Thì đây bây giờ là mình sẽ tiến hành đào những cái đống nguyên liệu này đó. Thì ta có khoảng rất là nhiều nguyên liệu, là cái này là redstone, kính cục tạo ra thành một cục block redstone, và một 5 viên kim cương đây, và một cục 5 viên sắt, một viên kim cương, và chúng ta có hai cái nether star và một cái nether brick. Thì bây giờ làm sao, bây giờ mình sẽ khoanh lại cái này thành một cục đó, một cục đi rồi, và cái này thì lấy 5 cái thôi. Bây giờ là mình sẽ 1 2 3 4 5, rồi ok rồi, bây giờ mình sẽ đặt này ở giữa nha. Đó, đặt vào giữa, sau đó là bạn là hãy nhớ tụi mình nha. Mình sẽ quăng cục này trước, xong rồi chúng ta sẽ quăng cái này và quăng cái nether star đó. Bây giờ là nó thành điện thoại nữa phải không? Đó, đây là iPhone 8 luôn nè. Thì bây giờ là bạn thấy này hết pin phải không? Mình quăng như đây, quăng cục pin cương vô, búp một phát rồi. Bây giờ bạn đã có một cục iPhone đầy pin rồi. Bây giờ là sau đây là cách mình dùng điện thoại đây. Thì bây giờ mình là click vào chuột phải phải không? Thì đây ta có khoảng con số, thì đây là số trên điện thoại. Thì bạn nào dùng điện thoại cũng khá là quen thuộc rồi phải không? Bây giờ mình thử gõ số nha. Thử coi. 1 5 9. Tên tên. Thì đây là một cái mặt cười đầu tiên chúng ta. Đây là mặt cười respawn. Thì đây là một cái biểu tượng cảm xúc. Thì thường mình không biết dùng làm gì, chỉ là cái mặt cười của các cái vòng tròn, chỉ biểu tượng cho thiên thần thôi, tượng trưng cho sự sống. Thì bây giờ là mình sẽ cầm cái này lên, mình sẽ đặt xuống dưới đây phải không? Khi mình chết thì sao ta? Thử gõ Q coi. Q, búp một phát. Ôi da, đau quá. Thì bây giờ rồi đó, sau khi có cái này là mình sẽ gõ Q. Thì cái này á giúp mình chết và lưu lại địa điểm mà mình đã chết trước đó. Thì rất là hay phải không? Q, bắt, đau quá. Rồi xong, đây, mình hồi sinh chỗ cái này luôn. Đó, xong rồi. Thì bây giờ mỗi lần mình đi qua đi lại á, là sau này là mình có thể không bị lạc cái chỗ mình đã chết nữa. Rồi bây giờ là xin là vào cái biểu tượng cảm xúc số 2. Rồi bây giờ là mình sẽ gõ số 2 6 1. Rồi, thì đây là mặt giận dữ các bạn. Ai angry face moonstrap nè. Thì đây xin mình lấy vào đây. Thẳng vào đây nè, đó. Thì đây là nó tạo ra một cái cục mặt phẫn nộ. Thì đây khi ta đi vào đây á, thì người chúng ta sẽ dính hiệu ứng. Hiệu ứng khói các bạn thấy không? Ôi, mình đang di chuyển các bạn thấy không? Đó, thì nó khiến cho người chúng ta nó sẽ tự động di chuyển đến một cái nơi gọi là nguy hiểm cực kỳ luôn đây. Mình đang tự động di chuyển nè, nè, đó. Mình không hề di chuyển nha. Nó đang đi ngược luôn nè bạn. Mình không hề dùng bàn phím của mình luôn. Nếu mình có webcam thì mình sẽ chụp bạn xem cái nhiệm vụ mình đang tự động di chuyển nè, đó. Mình chưa đụng như cái gì luôn đây nè. Còn lúc mình đụng gì nè, đó, đây mới gọi là đụng. Rồi đó, thấy không? Thì nó sẽ tự động dẫn mình đến một cái nơi nào nguy hiểm. Và đây là cái biểu tượng cảm xúc số 2. Bây giờ là chuẩn bị đến cảm xúc số 3 nha. Bây giờ là mình sẽ gọi số 1 8 3 1 8 3. Rồi, đó, đây là mặt gì đây? Đây là mặt Savage Mode. Bây giờ mở lít cho coi. Bật, ok thì Savage Mode là cái gì ta? Hình như là tiếng cười phải. Nó đây hạt được kính phải. Bây giờ hãy tạo ra một con móc gì đó ngu ngu đi.
lấy một con L, không lấy con này này, lấy con cừu thôi đó. Tính nó coi. Các bạn nghe gì không? Thì đây là cái tiếng ô trong mấy cái hàng dây đen á, bạn biết cái hàng dây đen không? Thì đây chính là biểu tượng cảm xúc Savage Mode. Và rất là hay phải không? Bây giờ mình sẽ thử cái khác coi. Số 2 2 3. Rồi đây là ôi biểu tượng cảm xúc khóc nè bạn. Không biết là khóc phải cái gì đây. Mình sợ là để coi thử coi. Ok mình thử chưa? Ok thử ra đụng nhìn đây coi. Rồi bây giờ là ôi buồn quá đi. Má ơi xung quanh mình toàn là nước mắt không mà ơi. Khóc nè. Thằng này khóc nè. Ôi buồn quá. Hu hu hu. Thì đây là biểu tượng cho sự buồn bã đó bạn. Cũng khá là hay phải không? Đó, đó biểu tượng sẽ khóc. Bây giờ là ôi, điện thoại mình hết pin rồi bạn nhìn nè. Bạn thấy ở đây có nằm vào đâu? Bây giờ mình hết pin rồi, bây giờ mình sẽ nạp pin lại. Bây giờ là mình sẽ quăng vô đây và mình sẽ lấy kim cương. Mình sẽ quăng vô đây nè để nạp pin lại. Đó, bà thử coi lại đây nha. Rồi, bà thấy nó còn màu đen không? Hồi nãy là nó còn màu trắng hay gì? Hành nó còn màu đen rồi, nghĩa là pin nó sạch lại rồi. Bây giờ mình sẽ thử số khác coi. Số 3 6 9. Ô, gì đây? Đây là biểu tượng cảm xúc hai trái tim đó thấy không? Bây giờ ai mình hiểu rồi. Bây giờ sẽ thử tạo ra con hai con cừu coi. Bây giờ là cho nó nhậu đó thấy không? Rất là nhiều con. Đó, nó ra con cừu mới đó kìa thấy không? Mình không còn dùng lúa luôn. Ủa, nó đẻ thêm nữa kìa bạn. Nó đang đẻ ra thêm rất là nhiều con rồi. Ba con rồi. Ủa đẻ nhiều thế. Từ từ, mình sẽ giết bớt tụi này. Thôi, không cho mày đẻ nữa. Đẻ thêm chưa? Đó, vậy là nó đẻ ra khoảng ba con, một con đã lớn rồi, còn hai con nhỏ. Thì đây chính là biểu tượng cảm xúc khiến cho những động vật nó đẻ nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ tiết kiệm nhiều lúa hơn khi chúng ta sinh tồn. Cũng khá là hay đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ thử cái biểu tượng cảm xúc khác coi. Để coi giờ 7 4 7. Đây là gì đây? À, đây là biểu tượng mặt cười nè bạn ha, cũng khá là hay á. Thì bây giờ là mình thử dùng coi. Phất cười. Ô, khi cười thì chúng ta sẽ chạy nhanh hơn nè bạn. Ô, chạy nhanh vậy. Wow, mọi người chạy nhanh hơn Flash nữa. Ô, chạy nhanh nào. Nhanh vãi, nhanh vãi. Đây, thì chúng ta mỗi ngày á là một mỗi lần cười là một liều thuốc bổ, 10 thang thuốc bổ phải không? Ông cha ta thường nói vậy đúng không? Đó, cười khiến chúng ta vận động khỏe hơn, chạy nhanh hơn. Thì đó, thì chúng ta sẽ khi cười thì sẽ tiết kiệm một cái điện thoại thôi, chúng ta sẽ có cái này và cười chạy rất là nhanh. Vứt rất là tiện lợi đúng không? Rồi mình xin vứt hết cái đống shit này ra. Rồi bây giờ là mình sẽ thử thách cái gì đây? Số 4 4 3. À đây là cục shit đó. À mình hiểu rồi, đây chính là cục shit. Bây giờ mình nói cho bạn xem này, hay lắm nha. Thì đằng sau lưng mình á là những cái quặng rất là ngon lành. Đây thì đây là mình sẽ chỉ các bạn cách troll bạn bè của mình. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng cái này nè. Mà sẽ áp dụng vô đây. Đó, áp dụng vô vô đây, nhớ lên. Rồi, ăn vô. Đó, mình ăn vô cục xịt rồi đó. Bây giờ mình muốn lần đào ra nè, như nè. Kim cương phải không? Ui, đây không phải là kim cương phải không? Đó, đây là gì? Đây là cục xịt, trời ơi, đây là cục cức à. No, đó. Mình đào không ra được lúc. Đây là mình troll bạn bè nha. Thì bạn nào có bạn bè á, bạn cứ quăng này vô bạn bè bạn đi. Bạn troll bạn. Đó, đào chẳng ra quăng gì luôn. Đào toàn là ra cức không à. Quăng phân, có cức xịt phân bón hay không à, trời ơi. Đó, nhưng mà vẫn có kinh nghiệm bình thường, vẫn có kinh nghiệm lên level rất là nhanh. Nhưng mà khi đào chúng ta toàn ra cứt không đó. Thành quả nãy giờ là cái gì? 17 cục shit. Wow, khá là hay luôn. Các bạn nhớ dùng cái này để troll bạn bè nha. Thì bây giờ là mình sẽ biết từng con số mấy rồi? 443 chưa? Giờ là 8 1 2. Đó. Đây là, ôi, biết tưởng X. Cái này là gì mình sợ rằng, ok, thử coi. Ôi, cái gì nổ vậy? Phải nổ vậy? Ui, mấy con vật này là bạn nhìn nè. Đây, mình dùng xong mấy con vật nó xoay đầu vòng nè, thử coi. Thử coi. Mấy cái này không được, cái này cái này tạo sâu không bị nhưng mà mấy cái này bị nè. Đó, nó đang nhảy múa điên cuồng như một thằng điên vậy. Đó, hay quá. Để làm lại coi. 8 1 2. Đó. Ủa. Rồi, dùng lại nè. Pop.
Rồi xong đây, mấy con cụ nó bị điên rồi bạn, nó xoay vòng vòng nè. Ha, mà xoay vòng vòng nó không đó. Thì dù cái này không biết là nó có áp dụng cho người được không bạn. Thì sau này để mình thử rủ thằng nào bạn mình vô đây rồi trôn cũng được. Nhiều khi nó xoay vòng vòng luôn á, cũng khá là hay phải không? Rồi bây giờ là mình sẽ thử cảm xúc khác nè, coi cái gì hay không nha. À, sắp cũng sắp hết rồi. À, số 6 8 2. Battery empty, hết pin rồi khoan. Mình sẽ nạp pin lại. Ơi, xài có tí hết pin rồi. Ok, có pin ngon lành lại. Đó, đây nè. Quăng cái pin rồi. Bây giờ là mình sẽ dùng lại rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng số 6 8 2. Rồi. Ui, đây là biểu tượng bị chóng mặt hả? Ôi no. Đó, mình sẽ quăng như đây. Thì chúng ta sẽ bước vô đây thôi. Bước vào. Ăn. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ có chóng mặt phải không? Mình đang nôn mẹ nè bạn, thấy cái gì đang quanh mình bạn, đó chính là mình đang ói ra đó. Ôi nhìn nhìn có vẻ mất vệ sinh nhưng mà nó thật hơn mấy nó thường nhiều đó không. Mình cũng quăng cục. Ui da, chứ mặt quá. Ui chứ mặt quá. Tôi đi với. Ui không đi được. Ôi cứu tao với cùi. Ôi chứ mặt mày chết chết nè, chết nè cù, chết nè. Ôi chứ mặt quá. Đây lấy lại đem cho bạn bè không được. Mình nói đây là thuốc bổ phải không? Đây là thuốc bổ mà đem cho bạn bè, trời ơi rất là hay luôn. Bây giờ là mình sẽ sử dụng cái cuối cùng coi. Cái ba sợ ấy lộn lại ba lại nha, nhầm mình nhầm. Ba hai chín đó. Đây là cái Winky Face Bay Protection, đây là cái dùng để bảo vệ nhà nha. Thì bạn mỗi lần bạn muốn đi đào kim cương, đi đào các thứ, đi mở rộng địa hình á, thì bạn mình sợ để lại nhà bạn, tụi bạn vào trôn hay các thứ phá nhà chứ phát sinh á. Đây đã có cái này rồi đây. Thì bạn á, việc đầu tiên là các bạn sẽ vào nhà nè. Đó, đây là nhà của mình không, rất là đẹp đúng không, rất là ung cúng luôn. Nhưng mình không muốn ai đụng nhà mình hết, mình sẽ để đây đó, mình đi ra ngoài đóng cửa lại và mình sẽ đợi trong vòng 1 phút để nó tạo ra một cái lá chắn thì nó sẽ bảo vệ nhà cho mình rồi đó. Thì bây giờ là mình sẽ thử vào nhà nha, nếu mình là người khác nha. Đây, thử vào nhà đây. Ô nhà ai đẹp quá. Ui ui cái gì đây, tại sao lại có bedrock ở đây. Thử đập coi. Không được, nó không được nha bạn nè. Mình dùng cái móng một nhưng đập không được nè. Đó, nó là an toàn tuyệt đối luôn, ngay giữa cả mình hát mình chít vẫn không đập được nhà đó. Chúng ta vô nhà coi mày, chúng ta vô đây. Nó tạo một bức tường khá là vững chãi, mình không đi vô được luôn, không đập được luôn nè bạn. Thử bay coi, bay vô, đi vô, đi vô. Ta vô được nè. Không được, vẫn không vô được nè bạn. Đó, nó chặn lại. À hay không, mình mới là mình đập nó ra bedrock luôn. Ui vô không được, thấy cái lỗ không. Đó, không thấy nào vô được luôn, nó chặn hết trơn đường rồi. Chúng ta không phải nào vô được, nó có một cái bức tường bảo vệ khá là trắng. Nhưng mình là chủ nhà mà, cho tao vô cô mày. Tao là chủ nhà, cho tao vô. Hình như là cái này á, là tạo có một cái vòng trong vòng 5 phút lận, nên chúng ta phải chờ 5 phút xong mới vô được. Thì khá là hay phải không. Thì đây là tất cả toàn bộ cái những cái biểu tượng cảm xúc khá là tiện ích cho đời sống mang ra chúng ta. Ok, thì đây là những biểu tượng cảm xúc của chúng ta. Thì bạn hết ấn tượng nào hơn? Đây, mặt Winky Face nè, đó là mặt thiên thần nè, giận dữ nè, là Savage nè, rồi mặt khóc, mặt yêu nè, rồi mặt cười, cục xịt, cục cức nè. Thì bạn thích cái nào hơn? Thì đây là, nếu bạn thích cái nào, bạn nhớ comment ở phía dưới nha. Thì đây chính là những cái biểu tượng mặt cảm xúc trên Facebook. Thì bạn nào hay cảm thấy cái này có ích á, thì nhớ đào cái comment lóc này về chơi, cũng khá là hay. Ông tác giả này là người nước ngoài, hình như không đại được tên thì phải, nhưng mà ông này làm rất là hay, bạn nên ủng hộ mọi người như vậy nha. Ok, thì nếu mà cái series này của mình á, để một like, một share để tụi mình có thêm động lực tiếp nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye.